ảnh tự sướng của nam thần hoa ngữ khiến fan khóc thét. Trong khi đa số mọi người đều muốn khoe những bức ảnh tự sướng thật lung linh và hoàn hảo, thì Phan Hoa Ngữ vẫn có rất nhiều chàng nam thần khiến fan sốc vì sở thích chụp ảnh kỳ lạ của mình. Nhắc đến Hồ Ca, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bức ảnh tự sướng mới nhất của anh chàng. Chẳng còn là nam thần, Hồ Ca hóa nam thần kinh với đôi môi kẻ viền bằng sô-cô-la, miệng cười ngờ nghịch và đôi mắt híp hài hước. Trước đó, Hồ Ca cũng nhiều lần đăng những bức ảnh hài hước tương tự như vậy lên mạng xã hội. Những lần như thế, anh chàng lại khiến người hâm mộ hoang mang vì không biết mình đang mê nam thần hay là nam thần kinh. Có lẽ đã quá chán với việc chụp ảnh thế nào cũng đẹp nên Dịch Dương Thiên Tỷ quyết định làm trò hề cho mọi người như thế này. Chỉ tiếc là dù cằm nọng vẫn chẳng thể thay đổi được việc Dịch Dương Thiên Tỷ chính là soái ca. Trần Khôn cũng thường xuyên nằm trong danh sách các sao nam, anh đẹp, anh có quyền khi tự vùi dập nhan sắc của mình. Chẳng những không thích chăm chút đến ngoại hình, Trần Khôn còn thường xuyên có những bức ảnh tự dìm chính mình như thế này. Đôi bạn cùng lùi, Lâm Canh Tân và Triệu Hữu Đình cũng không thể thoát khỏi sở thích kỳ quái này. Cũng vì chơi thân nên cả hai có rất nhiều bức ảnh chụp chung hài hước vui nhộn của nhau. Bản thân Lâm Canh Tân cũng là nam thần kinh, nổi tiếng của Hoa Ngữ. Chính vì vậy mà việc anh chàng hay đăng ảnh tự sướng hài hước lên mạng xã hội chẳng quá xa lạ với fan. Thậm chí nếu Lâm Canh Tân lâu ngày không đăng ảnh nghịch ngợm, người hâm mộ anh chàng còn cảm thấy trống vắng. Không ít người hâm mộ Trịnh Vân Long khi nhìn bức ảnh này đã phải thốt lên: đại lòng đẹp trai xuất sắc như vậy, làm sao phải đối xử tệ bạc với bản thân như thế? Nghiêm túc làm soái ca khó vậy sao? Lưu Hạo Nhiên thỉnh thoảng cũng khiến người hâm mộ hết hồn như thế này đây. Dù mục tiêu của Lưu Hạo Nhiên là muốn tự làm xấu bản thân, nhưng trong mắt fan, cậu nhóc của họ vẫn cứ điển trai và hút hồn như thường.